anh cũng bên cạnh những cái kết quả trong tuần đấu đầu tiên thì em nghĩ bên cạnh những cái chiến thắng đó, thì cũng sẽ có những cái sai lầm mà người chơi thường mắc phải, phải không anh? Vậy thì khi tham gia, vậy thì dựa trên quan điểm của một người phát triển game thì anh thấy những cái sai lầm mà người chơi thường gặp phải khi tham gia đua hai rank đầu tiên là gì vậy ạ? What is the mistake player often encounters when participating in the first two week rank races? Family Team có ghi nhận và có nhận được. Thứ nhất là các bạn ngay lập tức các bạn lao vào chơi đua rank đua top hay làm nhiệm vụ mà các bạn không đọc kỹ wiki. Có rất nhiều bạn sau khi mà đua xong, nhận nhiệm vụ xong thì các bạn lên hỏi thì nó mất rất nhiều thời gian. Và hỏi thì nhiều khi là có người trả lời, có người trả lời cho các bạn, có người không thì rất mất nhiều thời gian. Nên các bạn giống như là đi thi mà mình không đọc kỹ đề thì nhiều khi mình giải sai. Nên là giải sai thì đây trả giá bằng cái thứ hạng trong đường đua top. Một cái nữa là khi các bạn, cái thứ hai là khi các bạn nhận nhiệm vụ thì nhiều khi các bạn bỏ qua cái chuyện nhiệm vụ, nhiều khi nó khó hay là các bạn không muốn bỏ phí một phần mi nào đấy để các bạn thực hiện cái phần quest, thì cái này nó giống như cuộc đời vậy. Nhiều khi chúng ta có những cơ hội để chúng ta có thể làm lại một số thứ nhưng mà chúng ta phải bỏ một phần tiền, thì cái này nó cũng giống như cách mà Fami gài vào trong game vậy, tức là nó giống như cuộc sống ấy. Nhiều khi chúng ta phải cho đi trước khi chúng ta nhận lại cái gì đó. Thì nếu bạn nào mà có đổi quest mà khi mà đổi là một số quest tốt ấy, thì các bạn lập tức nhận được, khi mà hoàn thành quest các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng từ hoa cho đến ticket quay, thì khi hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ ủng hộ cho các bạn trong câu chuyện về đua top hay là kiếm tiền thu nhập về bờ nó rất là lớn. Thì cái việc mà không thực hiện hết các cái nhiệm vụ cũng là một điều rất là đáng tiếc với nhiều bạn gamer. Một cái phần nữa ấy, là cái chiến thuật của bạn nó chưa thực sự hợp lý, có thể là bạn mới làm quen thôi, nhiều khi các bạn bung ra quá sớm hay là các bạn lựa chọn thời điểm cho cái câu chuyện về chăm sóc hay là cho câu chuyện về về chiến thuật chơi ấy, nó chưa thực sự phù hợp, nên các đoạn cuối các bạn thường bị hụt hơi. Tức là những bạn ở ban đầu ấy, các bạn chỉ số rất cao, cái top rất là lớn nhưng mà không giữ được khoảng cách đó, thì cái ngày cuối ấy, nó ghi nhận rất là nhiều pha các bạn lật kèo. Nên là gì ạ, đang từ ở top khoảng 40-50 các bạn cứ 30 phút các bạn lại lao lên một vài bậc, có khi là cả chục bậc luôn, các bạn cứ lao dần lên và các bạn giành cái thứ hạng tốt. Thì nó là một cái rất là thú vị trong game, nhưng mà cũng là ba cái điểm mà Family Team thấy là các bạn nên cải thiện ở trong các vòng đi tới. Ok, one of the there are a lot of mistakes that player often encounter when participating in the first two race two rank races. However, I would like to summarize this one in three main reasons that most of you nearly got this. So the first one is you jump into the game, but you don't really read the wiki carefully. So as you may know, that when you would like to, when you want to looking for more information about farming and how you're gonna operate and do all your daily tests in the farming, you need to access to our farming to the wiki of Fami. So based on the wiki, you're gonna learn and then like you're gonna understand different type of land and then hero and what you need to do with them. But the thing happened is when you jump into the game, but you don't really read the wiki, and which leads you to struggling to find a way to complete the daily quest, and then it's easy to make you feel bored and give up in the game. The secondly is like you are unable to complete all the tasks. For this reason, it's also a list from the maybe from the first mistake that I just mentioned. It's because like you couldn't find the way to do this one, as well as you don't really understand all the map and the hero in farming. So that's why you couldn't complete all the tasks that you have been given. Last but not least is when you exploring too early, so the last part is out. So at the last part, you are out of breath, and the last day records many extremely dramatic turnover. It's mean like from the beginning, you are on the top of the rank. However, when we are move on to the last part of the tournament, you are suddenly just drop down, because at that time, you are already out of energy, and also like you already spent off your stamina in the game, which leads you couldn't complete all the tasks have been given to you.